Tại tuần lễ thời trang năm nay, những khuynh hướng mới được các nhà thiết kế sáng tạo và áp dụng cho các bộ sưu tập đã vẽ nên một bức tranh sinh động cho thời trang Việt Nam. Lần thứ 3 đến với tuần lễ thời trang xuân hè, nhà thiết kế gửi đến công chúng 30 mẫu thiết kế nằm trong bộ sưu tập Op Art. 80% mẫu thiết kế nằm trong bộ sưu tập này được làm từ lụa. Không sử dụng lụa 100%, mà bên cạnh đấy mình sử dụng thêm những cái chất liệu mới, chất liệu hiện đại hơn để cho cái tính chất dân tộc và cái tính chất hiện đại nó được hòa nhập hơn. Khi mà đến với Việt Nam Fashion Week thì nó là một cái sân chơi mà nhà thiết kế Việt và màu sắc Việt thì người ta sẽ nghĩ đến những chất liệu truyền thống hơn, nhưng mình muốn đưa đến những cái chất liệu mới, chất liệu hiện đại nữa. Không tận dụng chất liệu truyền thống như Huyền Nhung Nguyễn, nhà thiết kế Trần Thanh Mẫn mang đến tuần lễ thời trang năm nay bộ sưu tập có tên gọi là Diệp Lục. Sử dụng gam màu xanh lá cây làm chủ đạo, Mẫn không chỉ thiết kế trang phục dành cho người lớn mà còn có bộ sưu tập dành cho các em nhỏ. Bộ sưu tập lần này là Diệp Lục, là mình cũng muốn đưa đến những mẫu thiết kế trẻ em là được ví như là một cái mầm sống mới cho tương lai, cho kể cả thời trang. Xuân hè 2019 thì sẽ là sự quay lại của những cái màu tươi mát và được xử lý là nhiều ở cái phần là từng lớp và bèo nhún. Tuần lễ thời trang xuân hè 2019 lần này sẽ giới thiệu đến công chúng các bộ sưu tập của 15 nhà thiết kế đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế và Hà Nội, gồm Chu La, Trần Thanh Mẫn, Huyền Nhung Nguyễn, Ngọc Hân, Hà Duy, Minh Hạnh. Đây đều là những bộ sưu tập mới nhất dành cho mùa xuân hè 2019 trên những chất liệu lụa, jean, kaki, voan, lưới với những chi tiết được thêu và làm bằng tay từ nghề truyền thống. Những khuynh hướng mới được các nhà thiết kế sáng tạo và áp dụng, các bộ sưu tập được trình diễn trên núi Nùng với mục đích gần gũi với thiên nhiên. Cái không gian này đó chính là mục đích làm sao để những bộ sưu tập xóa nhòa đi cái khoảng cách giữa sân khấu và trang phục đời thường. Chỉ có khi nào mà chúng ta phải sử dụng cho được cái công nghệ cao vào trong những cái trang phục thì mới đáp ứng được cái tính năng của một cái bộ trang phục, và cái sự đáp ứng đó nó làm cho thời trang Việt Nam dễ dàng khởi sắc hơn bằng không chỉ là những ý tưởng bay bổng, mà những ý tưởng bay bổng đó không được vẩn vơ trên chín tầng mây mà nó phải được mọi người chạm đến, sờ đến và cảm thấy rằng là thực sự tiện dụng trong cái đời sống ngày hôm nay. The cooperation between our two fashion sectors. Đây là khoảnh khắc cảm động đối với tôi khi tôi phải rời xa đất nước mà tôi vô cùng yêu mến và rời xa những người bạn của tôi ở đây. Một màn trình diễn thời trang đầy ấn tượng trong một khung cảnh lãng mạn như thế. Rất tiếc so với những năm trước, năm nay chúng tôi không có nhà thiết kế Ý nào tham dự tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2019. Mặc dù vậy, sự hợp tác hoạt động thời trang Ý Việt, đặc biệt là các hoạt động của các nhà thiết kế Minh Hạnh với các nhà thiết kế Ý vẫn đang được thực hiện. Sự kiện lần này có sự tham gia của 50 người mẫu nổi tiếng, quen thuộc trên các sàn diễn thời trang, Kim Dung, Trà My, Thủy Tiên, Hồng Quế, Thanh Thủy, Kim Nhung. Tuần lễ thời trang Việt xuân hè 2019 sẽ kéo dài từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9 tại Công viên Bách Thảo, Hà Nội.